Vân ưu. Nhận được tin buồn, thân mẫu của chị Bảo Trân là bà Nguyễn Thị Thu Quý, sinh năm 1937, nguyên quán Bắc Phần, Việt Nam, đã từ trần vào ngày 13 tháng 4 năm 2024 tại Garland, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. Chúng tôi là nhóm thân hữu của chị Bảo Trân, chân thành chia buồn với chị Bảo Trân và tan quyến về sự biệt ly đong đầy nước mắt của những người thân ở lại. Dù biết rằng sự còn và mất chỉ là một khoảng cách của thời gian, nhưng ước nguyện của mẹ là một đời hy sinh với tình thương rộng mở. Nay nụ cười của mẹ đã khép lại thiên thu, nhưng trong thần thức nào đó vẫn ghi nhận được tấm lòng hiếu thảo của các con và tất cả. Chúng tôi là nhóm thân hữu của chị Bảo Trân, chân thành chia sẻ nỗi buồn mất mát lớn lao này với chị Bảo Trân và tan quyến. Thường thọ của cụ là một phước báo của gia đình, cũng nói lên đạo lý quan trọng trong đạo làm con trọn vẹn. Bởi tấm lòng tôn kính, yêu thương, chăm lo hiếu thảo của các con đến ngày cuối đời của cụ, xin nguyện cầu hương linh của cụ bà Nguyễn Thị Thu Quý được nhẹ nhàng nơi miền tịnh cảnh. Gia đình anh Vũ Trực, Seattle. Gia đình Hùng Võ, Texas. Gia đình Thanh Thư, Texas. Thành kính phân ưu.